Lá cây. Mục tiêu 1. Trình bày được 3 phần chính và 3 phần phụ của lá, 6 thứ gân lá, các loại lá cây. 2. Mô tả được cấu tạo lá cây lớp ngọc lan và lá cây lớp hành. 3. Kể tên 5 loại cây dùng lá làm thuốc và tác dụng của chúng. Định nghĩa: lá cây là cơ quan sinh dưỡng của cây, mọc có hạn trên thân cây, có cấu tạo đối xứng qua một mặt phẳng. Nhiệm vụ: đảm nhận chức năng dinh dưỡng quan trọng, quan hợp, hô hấp, sự thoát hơi nước, một số chức năng khác của lá, bảo vệ, bẫy thức ăn, sinh sản, nâng đỡ. Hình thái học của lá cây bao gồm: 1. Các bộ phận của lá. 2. Các thứ gân lá. 3. Các loại lá cây. 4. Cách sắp xếp lá trên cành. 5. Biến thái của lá. Các phần chính của lá bao gồm: 1. Phiến lá. 2. Cuống lá. 3. Mẹ lá. Phiến lá rộng mỏng, nhiều gân lá, có hai mặt, mặt trên là bụng, mặt dưới là lưng, thường có màu xanh do chứa chất diệp lục, trừ một số trường hợp đặc biệt. Vảy hành, lá cây tai tượng, một số cây không có phiến lá. Cuống hoặc cành phải biến đổi để thực hiện chức năng quang hợp. Cuống lá là phần hẹp, dài và dày, nối phiến lá với thân hoặc cành, có khi không có cuống lá hoặc phiến lá men dần xuống, làm ranh giới của cuống và phiến không rõ rệt, hoặc có thể có cánh. Mẹ lá là phần rộng ôm lấy thân hoặc cành cây, mọc ở gốc cuống lá. Cau, lúa, đinh lăng, thường các cây có cuống lá thì không có mẹ lá, cũng có trường hợp có đủ. Các phần phụ của lá. Lá kèm là phần mỏng nhỏ, mọc ở phía gốc cuống lá, đặc trưng cho một số họ thực vật, họ bàng, họ hoa hồng, họ đậu, họ cà phê, ví dụ dâm bụt, hoa hồng. Lưỡi nhỏ là phiến mỏng nằm ở chỗ phiến lá nối với mẹ lá, đặc trưng cho một số họ gừng, lúa. Mẹ chìa là một màng mỏng, ngắn, ôm lấy thân ở chỗ cuống lá đính vào thân cây, đặc trưng cho họ rau răm. Gân lá là bộ khung nâng đỡ lá, trong đó có các bó mạch, mô nâng đỡ. Tùy theo cách xếp đặt của gân lá trên phiến lá, ta có các kiểu gân lá sau: 1. Lá một gân. 2. Gân song song. 3. Gân hình cung. 4. Gân hình lông chim. 5. Gân hình chân vịt. 6. Gân tòa tròn. Lá có một gân duy nhất, ví dụ lá thông. Gân song song đặc trưng cho cây thuộc lớp hành, lá hành, lá lúa. Gân lá hình cung, lá mã đề, lá quế, lá địa liền. Gân lá hình lông chim, các gân phụ từ gân chính tỏa ra như lông chim, lá trúc đào. Gân hình chân vịt, gân từ cuống lá xòe ra như hình chân vịt, ví dụ lá đu đủ, lá mướp, lá bí. Gân tỏa tròn, cuống lá đính vào giữa phiến lá, gân lá từ đó tỏa ra mọi phía, ví dụ lá sen, bình vôi. Còn một số gân lá ít gặp, gân hình quạt, cây cọ, rẻ quạt, gân lá hình mạng, dâu tằm, gai. Các loại lá cây: lá đơn, lá kép lông chim, lá kép lông chim chẵn, lá kép lông chim lẻ, lá kép lông chim một lần, lá kép lông chim hai lần, lá kép chân vịt. Lá đơn, cuống lá không phân nhánh, chỉ mang một phiến lá, nách cuống lá có một chồi, khi lá rụng thì cuống và phiến lá rụng cùng lúc, để lại vết sẹo trên thân hoặc cành. Các loại lá đơn dựa theo hình dạng mép lá: 1. Lá nguyên. 2. Lá răng cưa. 3. Lá thủy. 4. Lá chia. 5. Lá xẻ. Các loại lá đơn dựa theo hình dạng phiến lá: lá hình tròn, lá hình bầu dục, lá hình trứng, lá hình mũi mác, lá hình kim, lá hình ống, lá hình mũi tên, lá hình thật, lá hình quạt, lá hình lưỡi liềm, lá hình tam giác, lá hình gươm, lá hình nhiều cạnh, lá hình tim. Các loại lá cây: hình thật, hình trứng, hình tim, hình mũi tên, hình gươm, hình bầu dục, hình lưỡi liềm, hình quạt. Các loại lá đơn dựa vào hình dạng ngọn lá: ngọn lá nhọn, ngọn lá tủ, ngọn lá tròn, ngọn lá lõm, ngọn lá có mũi nhọn, hình, ngọn lá lõm, ngọn lá nhọn, hình, ngọn lá nhọn, lá có mũi nhọn. Các loại lá đơn dựa vào hình dạng gốc lá nhọn, gốc lá tròn, gốc lá hình mũi tên, gốc lá lệch, gốc lá hình. Lá kép, lá có một cuống chính phân nhánh, trên cuống lá mang nhiều lá nhỏ, không có chồi, gọi là lá chét.
Nách cuống chính có một chồi, khi rụng thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau, trừ lá cau, lá dừa, rụng nguyên cả tàu lá. Lá kép lông chim, lá chét xếp đều đặn, hai bên cuống chính. 1. Lá kép lông chim chẵn, tận cùng có hai lá chét. 2. Lá kép lông chim lẻ, tận cùng có một lá chét, tuy lá có lá kép một lần, hai nhiều lần. Lá kép chân vịt, các lá chét gắn ở đầu tận cùng của một cuống chung, xòe ra như hình chân vịt. Số lượng lá chét có thể là 3, 5, 7. Phân biệt các loại lá cây, lá kép lông chim lẻ, lá kép lông chim chẵn một lần, lá kép chân vịt, lá kép lông chim chẵn hai lần. Lá biến đổi hình dạng hay cấu tạo, biến đổi từng phần hay toàn bộ để thích nghi với hoàn cảnh sống và chức năng. Lá biến đổi thành vảy, gai, tua cuốn, cơ quan bắt mồi. Các biến thái của lá. Vảy. Vảy là những lá ở dưới đất, thường mỏng dai, hình dạng màu sắc khác hẳn lá, làm chức năng bảo vệ. Ví dụ, củ rong ta, gừng, vảy dày và mọng nước, làm chức năng dự trữ. Ví dụ, hành, tỏi, vảy không màu mọc xung quanh cành, do lá tiêu giảm hoàn toàn. Ví dụ, phi lao. Gai, giảm bớt sự thoát nước và bảo vệ cây, biến đổi của toàn bộ lá hoặc lá kèm. Ví dụ, xương rồng, tua cuốn, biến đổi thành tua cuốn để bám vào giàn, do một số lá chét biến đổi thành họ đậu, cây đậu Hà Lan. Cơ quan bắt mồi, biến đổi đặc biệt của lá cây, có thể bắt các loài sâu bọ nhỏ và có khả năng tiêu hóa chúng. Ví dụ, cây bắt mồi, cây nắp ấm, cây cỏ tì gà. Cách sắp xếp lá trên cành. Lá mọc cách, mọc so le, mỗi mẫu có một lá. Ví dụ, cây mít, cây sứ, lá mọc đối, mỗi mẫu có hai lá mọc đối nhau. Ví dụ, ổi, mật, cà phê, nếu đôi lá này mọc thẳng góc, với đôi lá kế tiếp, lá mọc đối chéo hình chữ thập. Ví dụ, húng chanh, tía tô, lá mọc vòng, mỗi mẫu có ba lá trở lên. Ví dụ, trúc đào. Lá đơn, lá kép, cách mọc của lá. Lá kép, kép chân vịt, hay kép lông chim, một lần, hai lần, chẵn, lẻ, số lượng và hình dạng của lá chét. Lá đơn, hình dạng của phiến lá, mép phiến lá, gốc lá, ngọn lá, lá có phần phụ gì không? Lá ổi, lá đơn, mọc đối, phiến lá hình bầu dục, mép lá nguyên, gốc lá thuôn tròn, ngọn lá tủ, gân lá hình lông chim, không có lá kèm. Lá rau muống biển. Lá đơn, mọc cách, lá hình thật, mép lá nguyên, gốc lá sâu hình tim, ngọn lá lõm, mặt trên nhẵn. Lá trùng ngây, lá kép lông chim, kép ba lần, kép lông chim lẻ, phiến lá chét hình bầu dục, mép lá chét nguyên, ngọn lá chét hơi lõm. Lá đinh lăng, lá kép lông chim, kép hai lần, kép lông chim lẻ, mọc so le. Phiến lá chét xẻ thùy, mép lá chét khía răng cưa. Lá cây lớp ngọc lan, phiến lá, biểu bì, thịt lá, mô rậu, mô khuyết, gân phụ, cuống lá, biểu bì, mô dày, mô mềm vỏ, các bó ly me gỗ, mô mềm ruột, mẹ lá, biểu bì, mô mềm, bó ly me gỗ, mô cứng. Đặc điểm, đối xứng qua một mặt phẳng, không có cấu tạo cấp 2. Lá cây lớp ngọc lan, cấu tạo của phiến lá, biểu bì trên. Là một lớp tế bào sống không có diệp lục, không có lỗ khí, vách ngoài hóa cô tin. Biểu bì có thể mang lông che chở hoặc lông tiết. Dưới biểu bì trên thường là mô dày. Biểu bì dưới có nhiều lỗ khí, lớp cưu tin mỏng. Nếu lá nổi trên mặt nước thì lỗ khí phân bố ở mặt trên lá. Cấu tạo của phiến lá, thịt lá là lớp mô mềm, nằm giữa hai lớp biểu bì, mô đồng hóa. Phía trên, mô mềm diệp lục, mô rậu. Phía dưới, mô mềm xốp, mô khuyết, mô dự trữ, mô mềm, có ít ở gân chính. Cấu tạo của phiến lá, thịt lá, là lớp mô mềm,
nằm giữa hai lớp biểu bì, mô đồng hóa, phía trên, mô mềm diệp lục, mô dậu, phía dưới, mô mềm xốp, mô khuyết, mô dự trữ, mô mềm, có ít ở gân chính, gân giữa, biểu bì trên, biểu bì dưới, mô dày, mô mềm vỏ, chứa tối tiết, thể cứng, tinh thể, bó ly be gỗ, xếp thành hình cung, hoặc vòng tròn, mô mềm ruột. Gân giữa, biểu bì trên, biểu bì dưới, mô dày, mô mềm vỏ, chứa tối tiết, thể cứng, tinh thể, bó ly be gỗ, xếp thành hình cung, hoặc vòng tròn, mô mềm ruột. Cấu tạo của mẹ lá, gồm, biểu bì, mô mềm, bó ly bi gỗ, mô cứng. Lá cây lớp hành, biểu bì trên và biểu bì dưới đều có lỗ khí, thịt lá, cấu tạo bởi mô mềm đồng hóa, mô dự trữ, mô mềm ở gân chính, mô dẫn, chỉ có một loại bó mạch, bó ly be gỗ, xếp. Một số loại lá chứa tinh dầu như lá hương nhu, kinh giới, hoác hương, tía tô, lá chanh, bưởi, long não.